người người ta đi tập yoga trước rồi. Nhưng mà chân nó chạm trần. Chim săn mày ơi, tiểu nó liều, cái tay thẳng lên. Đây thẳng này đúng không? Ôi nhẹ nhàng này, em đứng bình thường này. Em đứng rất bình thường đúng không? Nhào vào. Đó, tự nhiên đứng bình thường, em nhẹ nhàng nó lên, nhẹ nhàng lên. Chứ em làm quỳ nó làm cái gì? Đúng tay lên. Hơi khó, đúng không ạ? Cầu cạnh cái gì? Thằng này nó không hiểu vấn đề luôn á. Nó không hiểu vấn đề luôn. Vấn đề là em làm cái tay của mày. Chứ không phải cái tay là đây mà em hạ cánh vào cái lưng ở đây rồi. Ờ, mình... Vấn đề là thẳng cái tay. Đó, ôi, còn chạy xuống nước rồi. Và cái chân co lại để chạm đến cái tường chứ không phải cái mông, hiểu không? Đó, đạp đây đúng không? Cái thẳng lên. Em đạp cái chân vào tường. Đạp cái chân như con. Đạp cái chân vào tường. Chứ không phải là này. Thẳng cái tay á. Dung mày làm gì? Mày làm gì? Em sợ em chạm chân nó đường. Thì ông chân ông chỉ chạm cái tay thôi. Đi dần. Thôi anh đây. Đó. Nhìn này. Nhìn này. Ông đợi. Đâu được đấy. Đấy, sao mày không làm được hả? Thẳng cái tay lên. Tay người kiểu có tôm như thế này không? Anh tạm chân này chứ này. Anh dồn hết đào vào tay. Nên đừng có đi cái mông vào đây. Vấn đề là cái tay em thẳng lên. Bây giờ giữ cái này nha. Đấy. Thẳng cái tay lên. Thẳng cái tay lên. Thẳng cái tay lên. Em bị sát tường tay. Em ra ngoài cuộc sống làm sao có ai có thể là cầm chân lên. Quá thế. Quá thế. Bây giờ tay em để tha ra để em đẩy em lên. Giữ được một lần này, quen. Không, rồi vào đi. Xuống đây, xuống đây. 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 Xuống đây, xuống đây.